Chứ cái máy này á, bình thường nó chạy ngon lắm, chạy mượt mà. Xong rồi đó chị. Mượt lắm hả? Ngon hả? Ngon. Có chuyện không? Chồng em đã ngoại tình với chị. Em đi cẩn thận thôi nha. Đường trơn trượt lắm á. Em mà có mệnh hệ gì anh sống không có được đâu. Biết rồi, mệt quá à. Ây da. Ây da. Ê, cái gì á? Ây da. À, chết rồi, chết rồi. Làm như chị bị trật chân rồi em ơi. Ây da. Chị có sao không chị? Chị không có sao hết. À không, chị có sao á. Chị bị trật chân rồi. Em xách giùm chồng em đi. Còn em á, em coi giùm chị cái chân coi, đau quá nè. Lớn tuổi rồi, ta đi đứng ở đâu không cẩn thận chút xíu. Chị mà cẩn thận thì chị đâu có va vào em. Chị mượn chồng em chút nha. Ôi em ơi, đừng có ghen bậy bạ nha. Hàng xóm láng giềng thân thiết không à. Chị mượn chồng em chút nha, chứ bây giờ cái chân chị đau quá à. Nha. Ờ à, vậy thôi anh lo giúp chị đi. Em chút vô anh về với em nha. Em sao vậy anh nha? Chị diễn đủ chưa? Buông ra. Tôi cấm bà đụng vô vợ tôi nghe chưa? Bớt diễn lại. Em ơi, em. Chị đã chấm em rồi, sao mà em thoát khỏi chị được? Chị qua đây làm chi vậy? Chồng tôi đi làm chưa có về. Tính qua đây kiếm chồng tôi xà nẹo nữa đúng không? Tính ra là giác quan thứ sáu của em cũng nhạy quá ha. Nếu mà em biết rồi á, thì chị nói thẳng luôn. Chị... À không, chồng em đã ngoại tình với chị. Chị bị điên hả? Chị tưởng tôi là con nít hay cái gì mà tin lời chị? Chị nói xạo đúng không? Chị nói xạo em làm cái gì? Chị qua đây chị kiếm em thì tất nhiên chị có cái gì cho em chứ, đúng không? Em thấy chưa? Lúc mà ở với chị á, ảnh sung lắm. Ủa An, chị qua đây làm gì? Thì chị qua đây kiếm An á. Tôi nói là không làm phiền vợ tôi rồi mà. Nè, thái độ của anh như vậy là sao hả? Là anh với chị ta có chuyện gì đúng không? Là những gì chị ta đưa tôi coi là sự thật đúng không? Em, chị nói nghe nè, em đang có bầu quá, em bình tĩnh đi, đừng có xúc động quá. Nói chung là em phải chấp nhận sự thật. Là đàn ông á, không có nhịn được lâu đâu. Cao lắm là một tháng à. Mà bây giờ em mang bầu hả, 6-7 tháng rồi. Tất nhiên là anh chịu không nổi rồi, đúng không? Bà im đi. Bà không nói không ai nói bà câm đâu. Vậy là tại vì anh chê tôi mang bầu, cho nên là anh mới phản bội tôi đúng không? Em nghe anh giải thích đi. Là âm mưu bà ta đó. Bà ta gài bẫy anh. Ủa chị, cái máy tính này bị sao chị? Đâu bị sao đâu. À, nó bị mất cái biểu tượng wifi đó, em thấy không? Chị không có kết nối wifi được, kỳ ghê á. À, thôi để em sửa cho. Xong rồi nè. Đơn giản. Ủa chị, xong rồi nè. Tại chị tắt wifi á, chứ chị mở lên là tự nó nhận rồi. À vậy hả, hay quá ta. Nè, uống miếng nước đi em. Dạ. Đúng là có bàn tay đàn ông như có khác ha. Dạ. Chứ cái máy này á, bình thường nó chạy ngon lắm, chạy mượt mà. Xong rồi đó chị. Mượt lắm hả? Dạ. Ngon hả? Ngon. Có chị không? Giỡn rồi chị. Thì lắm. Chị giỡn mà. Làm gì vậy, tự nhiên cái mắt cỡ. Trời đất ơi, đỏ mặt hết trơn rồi kìa. Uống miếng nước đi em. Ờ à. Chứ à, máy tính em sửa xong rồi, nước cũng đã uống rồi. Em về nha. Cảm ơn em nha. Chị, tự nhiên cái nhà chị nó quay vòng vòng vậy chị. Em thấy sao hả? Chị sao chị không mở máy lạnh, sao nóng quá vậy? Đâu có, chị mở 18 độ lận á. Sao kỳ ta, sao nó vòng vòng kỳ quá chị. Khó chịu vậy em nằm nghỉ đi.
chị. Ủa chị sao giống vợ em quá. Vậy hả? Ủa chị ơi. Ơi anh tưởng tôi là con nít hả? Nếu mà anh không có tình ý gì với chị ta thì sao chị ta dụ dỗ anh được, đúng không? Anh cút khỏi nhà này đi. Tôi không có cần một người chồng, con tôi cũng không có cần một người cha phản bội giống như anh. Em đừng mà em. Đừng có đuổi anh đi mà. Anh thương vợ thương con nhiều lắm. Đừng có đuổi anh ra khỏi nhà mà. Em suy nghĩ kỹ lên đi em. Thôi, bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, vợ em cũng đuổi em đi rồi thì em qua nhà chị ở. Bà thấy gia đình tôi gói lọn lên như vậy bà vui lắm đúng không? Bà vừa lòng hả dạ lắm đúng không? Bà biến đi, đồ trơ trẽn. Ờ, vậy thôi chuyện hai vợ chồng giải quyết đi nha. Vậy thôi tôi về trước. Hai người giải quyết xong rồi em qua nhà chị nha. Em. Đó, người ta mở lời rồi. Anh dọn đồ đi qua nhà bà ở luôn đi. Em. Em à. Em. Tôi là người đã có gia đình rồi. Mặc dù tôi không có gia đình đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ yêu thương bà, thích bà hiểu không? Bây giờ em tới với chị đi. Chị cho em gấp 10 lần vợ em cho em luôn. Đừng có cố chấp như vậy nữa. Nghe lời chị đi, hai vợ chồng ly hôn rồi mà làm cái gì mà cứ cố chấp dữ vậy hả? Nè, ai nói với chị á là hai vợ chồng tôi chuẩn bị ly hôn vậy? Em tha thứ cho anh hả? Bà chị ơi, em nói cho bà chị nghe nè, rác nhà em á, cho dù có dục ra ngoài rồi đi chăng nữa cũng không có đến lượt chị tái sử dụng đâu. Bây giờ mà em ly hôn á, chẳng phải là có lợi cho chị lắm hả? Em đâu có ngu. Những thứ mà em không có được thì chị cũng đừng hòng mà có được. Chị hiểu không? Đúng rồi đó. Em à, anh là người bị hại. Chính bà ta gài bẫy anh. Chứ anh với cô ta không có cái chuyện gì hết. Anh không bao giờ yêu hay thương gì bả hết. Sao vậy? Dễ thương quá à. Em là đàn ông mà đâu có thiệt thòi gì đâu mà sợ, đúng không? Với lại lần này á, chị hơi vội vàng. Để lần sau chị chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nha. Không có chuyện lần sau đâu. Ngày hôm nay là bị sự cố thôi. Cái chuyện này không được nói ra ngoài nha. Tôi với chị chấm dứt từ đây rồi. Kết thúc rồi. Không có liên lạc tôi nữa, không có làm phiền tôi đó. Hồi giận cũng dễ thương nữa. Đáng yêu quá vậy. Chị mà đã nhắm rồi á, sao mà em thoát khỏi tay chị được? Đâu có dễ thoát khỏi tay chị như vậy. Anh biết là anh sai. Anh bị lầm lỡ một lần. Em suy nghĩ kỹ đi. Tha thứ cho anh một lần đi. Anh sẽ không làm chuyện đó nữa đâu. Sai ở đâu thì mình sửa lại ở đó. Huống hồ gì, ở với anh bao lâu nay rồi, em biết anh không có phải là kiểu người phụ bạc như vậy. Em sẽ tha lỗi cho anh lần này. Anh cảm ơn vợ đã tha thứ cho anh. Chỉ cần cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ bù đắp lại cho em. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em và con nữa đâu. Còn bà nữa, tôi nói cho bà biết, đừng bao giờ làm phiền tôi và vợ tôi nữa. Bà mà còn làm phiền tôi nữa, tôi sẽ nói chuyện này cho tất cả mọi người biết và tố cáo bà cái tội quấy rối tôi. Bà nhớ chưa? Già mà không nên nết. Cái thứ như vậy hả? Cho bà ấy tới già đi. Đi anh. Ủa gì vậy? Nhà tôi mà.
tự nhiên qua đây bắt tôi coi phim tình cảm là sao? Rồi bắt tôi ế tới già nữa. Tôi cũng biết tổn thương.